anh em bán hàng cứ gọi là 2 ngày xả kho một lần, 3 ngày thanh lý một lần, 4 ngày dọn kho thanh lý một lần tiếp theo. Cái thanh lý, cái xả kho hay cái dọn kho đấy thì em thấy nó chỉ là câu nói thôi, câu nói để cảm giác cho mọi người là được cái hàng giá rẻ thôi, câu chuyện vui vui thôi. Nhưng mà hôm nay không xả kho cũng không thanh lý mà là lên quà tặng cho anh em. Lý do lên quà tặng bởi vì đẩy bớt hàng đi, sẽ tặng cho mọi người 3 cái món này chỉ chuyên về VIP thôi, phải rơi tầm 80-100 nghìn đấy để quà tặng. Đây là em sẽ ghép một cái combo mà chắc là chỉ có cửa hàng bên em có thôi, tốc lực cũng khá là khỏe. Xin chào mọi người, trở lại với kênh YouTube của cửa hàng điện máy Tây Hồ. Anh em nào mà theo dõi kênh của bên em một thời gian ấy, thì thấy là gần như là không ít video lắm, ít video xả kho thanh lý hay là dọn kho lắm. Bởi vì sao? Bởi vì em thấy nhiều anh em cứ lợi dụng cái từ đấy quá. Nhất là anh em bán hàng cứ gọi là 2 ngày xả kho một lần, 3 ngày thanh lý một lần, 4 ngày dọn kho thanh lý một lần tiếp theo. Thì thực ra là thanh lý xong thì lại phải lấy hàng tiếp rồi lại về thanh lý tiếp thôi mà. Cái thanh lý, cái xả kho hay cái dọn kho đấy thì em thấy nó chỉ là câu nói thôi, câu nói để cảm giác cho mọi người là được cái hàng giá rẻ thôi. Chứ còn thực tế thì em thấy em cũng có một đơn vị họ xả thật nhưng mà xả quanh năm ngày tháng thôi. Thì đấy là câu chuyện vui vui thôi. Nhưng mà hôm nay không xả kho cũng không thanh lý mà là lên quà tặng cho anh em. Lý do lên quà tặng bởi vì đẩy bớt hàng đi. Nó đang nhiều quá chứ không phải là hàng nó kém chất lượng mà phải xả hay là đang cần tiền hay đang có một cái lý do nào đấy thôi. Thì cái mẫu này là combo riêng của bên em thôi, tại vì trước là Marula, anh em nào mà theo dõi nó là một thương hiệu khác của Hukan. Con này là dòng chuyên vít của Marula nhé. Tốc lực cũng khá là khỏe. Thì con này nó sẽ bán là thân máy là không có pin sạc là 7.4. Thế còn cả bộ nó 2 pin 1 sạc thì là sẽ là pin 3A nhé, pin 3A. Thế còn đây là em sẽ ghép một cái combo mà chắc là chỉ có cửa hàng bên em có thôi. Đó là một cái thân máy Marula, một quả pin 10 cell 4A cũng của Marula luôn. Sạc thì phải lấy sạc của Hukan, cái sạc bàn ấy. Thì cái này combo của nó là 1 triệu 300 nghìn là một máy, một pin, một sạc. Đấy. Và hai pin của nó là 1 triệu 750 nghìn. Đấy, và tặng cho anh em nhá. Đây, cái này là một hộp 10 vỉ mũi vít, hàng này hàng Trung Quốc thôi, hàng nội địa thôi, hàng ở mức tầm trung bình thì cái này bán lẻ như thị trường nó bán phải 35-40 nghìn. Đấy, tặng tiếp cho anh em một cái mũi vít của Milwaukee hàng hãng luôn đấy. Đấy, con này nếu mà bán lẻ chắc phải rơi tầm 22 nghìn. Kích thước của nó là 6,5 cm và con vít dài của Milwaukee, em quay gần đây giúp anh cho mọi người xem cái độ dài của con này. Con này là 6,5 và con này là 11 phân. Đấy, thì em sẽ tặng cho mọi người 3 cái món này. Đấy, chỉ chuyên về vít thôi. Thì tính sơ sơ cái bộ này nó sẽ rơi khoảng 50-70 đến phải rơi tầm 80-100 nghìn đấy, để quà tặng. Tặng là tặng theo thôi nhá, chứ còn hàng này chả có vấn đề gì, chả có lỗi lầm gì mà phải xả cả. Đấy, hay là chả hàng hóa vẫn đi bình thường thôi, chả có gì xả quà. Chẳng qua bộ này thì em chưa bán bao giờ, thì em muốn lên thứ nhất là đẩy được cái thân máy này, thân máy lẻ như này, và thứ hai là đẩy được quả pin này. Đấy, bọn em cũng khá là nhiều quả pin Marula 4A chứ không phải là 3A đâu nhá. Thì con này thì quay về sản phẩm nhá, chương trình quà tặng rất là hay. Đấy, con này sẽ đo tốc cho mọi người. Con này thì tem trên đây nó ghi là 260 new, nhưng mà thôi, hàng OEM nói chung hay là những cái hàng tầm giá rẻ nó riêng thì thông số của nó cũng khá là không sát, hay gọi là ảo. Thì đây sẽ đo tốc cho mọi người nhá, đầy đủ. Con này 3 tốc này, chỉnh trên đây này, tốc 1 này, tốc 2, tốc 3 này. Đấy, con này thì em ôm rất là nhiều, nhưng mà đợt này thì Hukan nó ra cái con CVFS 230 ấy, nhưng mà cái con đấy thì phân khúc nó cao hơn. Phân khúc con đấy thân nó rơi tầm gần 1 triệu cơ, mà thân con này chỉ có 740 nghìn thôi, dùng các cái nhu cầu cơ bản là đủ. Đây, sẽ đo tốc cho mọi người nhá, tốc chậm này. Đây. Đấy, 2.000 vòng nhá, tốc 2 này. Đấy, 2.200 vòng này, tốc 3 con này này. Đấy, nó không quá hầm hố đâu. Tốc 3 của nó sẽ rơi tầm khoảng 2.500 vòng thôi. Nó không cần quá tốc nhanh đâu, nhưng mà con này không tốc nhanh nhưng mà lại có lực nhá. Đấy, nó rất hay là nó có lực để nó vào cho anh em thôi. Đấy, test thì cũng quá test khá là nhiều rồi, thì bây giờ sẽ test cho anh em một số cái, ví dụ như là bắt vít này. Đấy, bắn tôn các thứ hay bắn vào đầm sắt giết các thứ thoải mái thôi. Thì con này quan trọng điểm nhấn của nó là chương trình. Anh em mua cái combo kiểu như này, kể cả một pin nhá, tức là một thân này một pin mà giá 1.3 triệu ấy, tặng có cái sạc Hukan thì là tặng bộ mũi vít như vừa rồi. Đấy, còn nếu anh em lấy hai pin hoặc lấy cả bộ mà 1.6 triệu mà có thêm cái hộp nhựa ấy, thì cũng tặng luôn. Đấy, rất nhiều lựa chọn, nó đây là tặng nhá, chứ không có gọi là xả giết thì thanh lý gì đâu. Hàng có làm sao đâu mà phải xả, đúng không? Đấy, xả nó là cái lý do thôi. Đây, sẽ test cho anh em này. Đây là mũi của Milwaukee này, cũng màu đỏ, hợp phong thủy với cả máy ghê này. Đấy, con này nó có lực kìa, nhận đánh giá con này nó có lực. Đấy, tí sẽ bắt cho anh em sắt, quan trọng sắt dày. Đấy, điều tốc có, lực có đây. Đấy, lún. Chưa kịp điều tốc này. Đấy, đấy, con này là vít ngắn này. Đấy, thì bây giờ sẽ test vào sắt cho anh em xem. Anh em đi làm công trình, làm bắn tôn, bắn vít các thứ thì thoải mái thôi.
Con này thì nó có sẽ hai thể loại, một loại là sắt hộp và một loại là sắt u. Đấy, sắt đầm nó dày thì sẽ test cho anh em xem luôn. Đây này, hộp này thì chả cần tì lè gì đâu, bắn liên tục thôi, thoải mái mà. Đấy, bắn tôn thì anh em lấy đâu sức mà ngồi tì lè đúng không? Đấy, cứ cầm bắn một tay cầm tôn đi thôi. Hộp ly tư này thì thoải mái. Đây, con này bấm này. Cứ nghe cái lực búa con này là biết có lực. À, nó không cần làm tốc nhanh nhưng mà nó có lực. Đấy, này, đấy là vít luôn này. Cái sắt này nó cứng mà, mọi người trông thế thôi nhưng mà sắt này nó rất là cứng. Cái dầm nó làm xây dựng đấy, còn vít này. Thoải mái luôn. Bốc khói luôn này. Đấy, thoải mái nhá. Chuyên vít của Madura, chương trình tặng kèm mũi vít cực kỳ thơm luôn. Mũi vít cũng đang nhiều và thân máy cũng nhiều cho nên làm chương trình quà tặng cho nhanh. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.